Với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế khoảng 1 triệu km2, với hơn 4.000 đảo lớn nhỏ, trải dọc từ Bắc vào Nam, Việt Nam được đánh giá là một trong số những quốc gia có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển kinh tế biển, đặc biệt là ngành khai thác thủy hải sản. Thời gian qua, việc phát triển nghề khai thác thủy hải sản được triển khai rộng khắp từ những vùng ven biển đến các hải đảo xa xôi và bao quát vùng đặc quyền kinh tế biển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập cho bà con ngư dân, an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để khai thác thủy hải sản một cách hiệu quả, từ lâu con người đã biết sử dụng ánh sáng để đánh bắt đối với nghề lưới vây, lưới chụp, nghề pha súc, câu mực, câu cá ngừ đại dương. Giải pháp chiếu sáng được bà con ứng dụng hiện nay là đèn LED Meta Halide hay còn gọi là đèn siêu với công suất trên 1.000 W. Với công nghệ này, tuổi thọ đèn thường không cao và dễ vỡ. Ngoài ra, do đặc điểm nguồn sáng không định hướng nên lượng ánh sáng hao phí là rất nhiều, trong khi lượng ánh sáng xuống nước chỉ khoảng 25%. Do số lượng đèn sử dụng trên mỗi tàu là rất nhiều, vì vậy lượng nguyên liệu hao tốn cho mỗi chuyến biển là rất lớn, từ đó ảnh hưởng đến thời gian vươn khơi bám biển của bà con ngư dân. Trước những yêu cầu thực tế sản xuất, để khắc phục những nhược điểm và nâng cao hiệu quả công tác khai thác thủy hải sản bằng ánh sáng, năm 2015, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã hợp tác cùng nhiều chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để nghiên cứu, phát triển đề tài khoa học, giải pháp ứng dụng đèn LED chuyên dụng cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt cá nổi ở vùng biển xa bờ. Công ty cũng đã có nghiên cứu cùng phối hợp cả Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Hải dương học, nghiên cứu từ phổ ánh sáng là tương đương với cả đèn siêu. Và trong quá trình nghiên cứu thì công ty cũng đã cùng thử nghiệm đối chứng với cả một số tàu là sử dụng đánh bắt bằng đèn siêu và cho thấy kết quả ra là việc thu hút cá giữa hai loại đèn là tương đương với nhau. Nhưng mà về tiết kiệm dầu thì đèn LED là tiết kiệm hơn. Khi sử dụng hệ thống đèn LED với công suất từ 200 W đến 400 W để thay thế đèn Meta Halide công suất 1.000 W thì lượng dầu tiết kiệm được lên đến 45%. Trường hợp đóng mới tàu, bà con ngư dân còn có thể giảm được công suất của máy phát, giảm chi phí đầu tư máy phát từ 2 đến 3 lần, có thể thu hồi vốn đầu tư đèn LED trong vòng 5 đến 6 chuyến biển đối với nghề vây dùng 30 bộ đèn, mang lại hiệu quả cao cho bà con ngư dân. Trước đây chưa biết cái bóng đèn LED này, cho nên chúng tôi vẫn làm theo cái dự toán là lắp 500 cái bóng siêu. Đấy. Thì muốn là cái 500 bóng siêu thì phải lắp cái máy, 700 kW thì mới đủ được. Chúng tôi đang lắp máy thừa công suất. Chúng tôi chỉ cần lắp máy 200 kW có thể đã hoạt động đủ cho 400 bóng và 400 bóng LED và đồng thời là các cái phương tiện là các cái khai thác như tời rồi là các cái phục vụ khác nữa. Trong thời gian thì em đóng cái tàu này thì là xong rồi em lắp hơn 100 quả bóng này. Thì là thấy làm nó cũng hiệu quả tại vì cái bóng này nó ít điện. Còn ánh sáng thì mực cá thì đánh bình thường ấy thì đánh cả bóng này, đánh bóng siêu đấy, cảm thấy nó cũng có hiệu quả. Đánh bắt trong cái đánh bắt thì hiệu quả, với lại lúc được cái là nó tiện cái bóng là khi mình tắt đi mình đánh chụp ấy, đánh lưới đấy, thì mình bật nó lại lên được ngay. Theo các chuyên gia nghiên cứu, ánh sáng đèn LED có tính định hướng cao nên lượng ánh sáng tập trung xuống mặt nước lên tới 90%. Cường độ chiếu sáng của đèn LED mạnh giúp chiếu sáng xuống nước biển được sâu hơn, thu hút cá tốt hơn. Ngoài ra, có thể điều chỉnh phổ ánh sáng phù hợp với từng đối tượng khai thác. Ánh sáng được định hướng tốt cùng với việc đèn LED tỏa nhiệt ít làm cho môi trường làm việc của bà con ngư dân thân thiện hơn, từ đó giảm thiểu các nguy cơ bệnh về mắt và da do ảnh hưởng từ tia UV. Nếu lắp đèn LED, cái lượng dầu tiêu hao cho một chuyến biển giảm đi 50%. Bởi vì trước kia là cái đèn mà xe đốt là phải dùng nhiên liệu để chạy để đốt sáng cái đèn đó. Bây giờ cái đèn LED nó tiêu hao nhiên liệu rất thấp thì giảm đi 50% dầu. Và không những giảm 50% dầu, tiết kiệm dầu, nhưng mà nó còn chống hiệu ứng nhà kính, nó không thải carbon. Thế rồi ngoài ra là cái đèn LED nó cũng không có tia UV.
nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thuyền viên, thì điều đó rất có hiệu quả và chúng tôi đang khuyến khích. Với những hiệu quả vượt bậc như vậy, đề tài khoa học, giải pháp ứng dụng đèn LED chuyên dụng cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt cá nổi ở vùng biển xa bờ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản. Đây chính là tiền đề để đơn vị có thể tiếp tục đưa các tiến bộ kỹ thuật của mình ứng dụng rộng rãi đến người dân. Qua đây thì công ty chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với cả các cơ quan nhà nước, quản lý nhà nước về ngành thủy sản, ví dụ như là Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để tuyên truyền tới bà con ngư dân trên cả nước chuyển đổi sang cái giải pháp cũng như công nghệ chiếu sáng mới, vừa tiết kiệm cho bà con ngư dân chi phí cho từng chuyến biển. Cái thứ hai nữa là cũng là cái điều kiện để bà con có những cái có nguồn kinh phí để ra khơi bám biển được thường xuyên hơn, được chủ động hơn, và cũng là một cái gián tiếp để bảo vệ chủ quyền biển cả của đất nước. Khi lắp đặt và sử dụng đèn LED trên tàu cá khai thác thủy hải sản, bà con cần lưu ý xem kỹ hướng dẫn sử dụng có trong từng sản phẩm. Lắp đặt đèn LED cách đèn cao áp tối thiểu 0,5m. Chỉ bật đèn khi máy phát điện đã chạy ổn định. Khi tắt đèn, bà con lưu ý tắt đèn LED trước, đèn cao áp tắt sau. Bà con không nên tắt, bật đèn LED bằng cách tắt, nổ máy phát điện. Sử dụng các bộ đấu nối IP với nguồn điện để đảm bảo chống nước xâm nhập và an toàn điện.